30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đại họa đã xảy ra trên đất nước Trung Quốc là trận mưa khủng khiếp nhất lịch sử Trung Hoa vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm qua, bỗng dưng bầu trời thành phố Bắc Kinh tối sầm như ngày tận thế. Gió lốc cuồn cuộn kéo đến trông càng khủng khiếp, hình ảnh cơn lốc như những con quái vật đang vẫy vùng, như đang vơ vét, nuốt chửng tất cả những gì trên đường mà nó đi qua. Đồng thời, trên trời có những tiếng nổ rất lớn, nghe xé tai thật hãi hùng. Có nhiều xe ô tô bị nó hút vào và cuốn phăng lên cao, quăng đập vào nhau bốc cháy trong cơn lốc nhìn như vòi lửa. Cảnh tượng được ví như ngày tận thế, ngày mà thiên nhiên hủy diệt trái đất, với mưa dầu nắng lửa, động đất, hỏa hoạn khắp nơi. Khi cơn lốc đi qua, mọi người trốn chạy được thì thở phào nhẹ nhõm, bèn nhìn nhau như tự chúc mừng cho mình gặp may mắn. Nào ngờ trên trời bỗng dưng rơi xuống những mảng màu đen sền sệt như chất dầu. Những chất này nó rất trơn. Hiện nay trên những con đường đã xảy ra rất nhiều tai nạn, đặc biệt trên đường cao tốc có hàng trăm chiếc xe tông liên hoàn vào nhau, do chất dầu gây ra làm tài xế có đạp thắng nhưng vô tác dụng vì nó rất trơn, làm lực ma sát của vỏ lốp không tác dụng. Có rất nhiều người quay cảnh tượng xe bị tâm liên hoàn và chia sẻ trên mạng, đồng thời khuyến cáo các xe khác không nên di chuyển vào con đường này. Theo tin từ chính quyền cho biết, chất mà rơi vãi trên đường màu đen là một loại dầu thô chưa qua xử lý. Do ảnh hưởng của cơn lốc xoáy, nó dùng lực ly tâm hút lên khi nó đi qua nhà máy lọc dầu gần đấy. Để đối phó kịp thời thì nhà chức trách cho các nhóm vệ sinh đi thu gom bằng cách dùng xe vệ sinh hút và trải mùn cưa và cát. Phóng viên của tờ báo địa phương hỏi một người trong nhóm bị tai nạn cho biết, đây là chuyện chưa từng xảy ra trên quê hương của chúng tôi. Vậy ông có tin sự công bố của chính phủ là đúng sự thật? Ông nói thêm, nhưng chỉ đúng một phần, là chất này là dầu thô thì ai mà chẳng biết, nhưng theo tôi qua cơ hội này chúng cái láo để có tiền bỏ túi riêng về khối lượng thất thoát. Một người khác cho rằng đất nước chúng tôi gần đây đã có nhiều thiên tai kỳ lạ xảy ra, chứng tỏ có điểm chẳng lành cho đất nước Trung Hoa và người dân. Theo thống kê, hàng trăm người đã thương vong do lốc xoáy kinh hoàng tại Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, đã có ít nhất 60 người thiệt mạng và 271 người khác bị thương. Sau trận lốc xoáy kinh hoàng lại tiếp tục xảy ra vào tối ngày hôm qua tại thành phố Hồ Nam miền Trung, Trung Quốc với sức gió 23,9 m mỗi giây, và trận lốc xoáy đã làm tốc mái nhà, gây ra hư hại hơn 130 căn nhà, làm sập nhiều lán trại tại các công trường xây dựng cùng với 27 người dân, quật đổ nhiều cây xanh. Ngoài ra, hai tháp cần trục lớn cùng một ngôi nhà 180 m² của công trường xây dựng cũng đã bị hư hại do lốc xoáy. Đa phần những người bị thương là do cây đổ, mái nhà bị lốc, biển hiệu quảng cáo bị rơi đè vào người, và họ đã được đưa tới cơ sở y tế địa phương. Kinh hoàng hơn nữa là cảnh các công nhân làm việc trên cao bị gió lớn quận mạnh, đập vào kính tử vong thương tâm. Sau khi lốc xoáy cấp 18 kèm theo mưa lớn và gió to lướt qua, với sức gió lên đến 135 km/h đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho thành phố này. Cảnh quay như phim hành động được người dân chia sẻ trên mạng xã hội, khi đại cơn lốc xoáy khổng lồ với phần vòi rồng quét qua cả vùng đất phía dưới, phần mái phía trên như bom nguyên tử, chúng lao tới như một con quái vật đen vô cùng đói hút bay hàng trăm tòa nhà cấp 4. Còn các tòa nhà kiên cố đều đồng loạt bị vỡ kính, sập tường, nhiều ô tô bị hư hại, lật nhào như món đồ chơi, trong khi cây cối đổ ngổn ngang trên đường phố. Theo thống kê thiệt hại ban đầu của người từ thành phố Quý Dương, lốc xoáy kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 530 người lính và hàng triệu người dân, khiến cho 2.800 người bị thương. Theo những thông tin mà phóng viên chúng tôi gửi về cho biết, tại một bờ biển tỉnh Quảng Tây, phía tây nam Trung Quốc, người dân và du khách nơi này đã chứng kiến cảnh lốc xoáy của máy bay và cuốn người tắm biển ra xa. Video ghi lại cảnh lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở bãi biển và cuốn phăng tất cả người trên đường đi của nó. Khi xem lại những hình ảnh về thảm họa của lốc xoáy này, người xem không khỏi rùng mình. Tất cả những gì cản trở trên đường đi của nó đều bị cuốn bay lơ lửng trên trời. Một du khách đến từ tỉnh Hà Nam cho biết, vào lúc 15 giờ 25 phút trưa cùng ngày, tự nhiên cơn mưa dông ập đến. Lúc đầu ai cũng nghĩ rằng đây là một cơn mưa bình thường nên có sự chậm chạp trong việc di rời. Vị du khách này cho biết thêm, trong khi nhiều người đang tắm dưới biển bên bờ thì một luồng lốc xoáy bất ngờ tiến như một chớp cuốn bay mọi thứ, khiến nhiều người chỉ kịp ú ớ la hét cầu cứu. Theo đó, cơn lốc xoáy thổi bay và quăng quật nhiều người ra xa. Có người trong số đó đã bị quăng vật ra biển cách bờ hàng trăm mét và mất tích. Cả khu vực bãi biển trở nên hỗn loạn, bát nháo chưa từng thấy. Hiện các lực lượng cứu hộ đã triển khai tàu cano và thợ lặn đang tìm kiếm những người mất tích. Theo thống kê chưa chính thức thì đã có khoảng 125 người bị thương do lốc xoáy thổi bay, khiến nhiều người va đập vào những tảng đá hay những vật sắc nhọn gần đó. Có người bị gãy xương rồi lốc xoáy hút lên thả từ độ cao khoảng 20 mét xuống dưới đất. Theo thông tin cho biết, có khoảng 11 người đã mất tích. Vụ việc lần này đã khiến nhiều khách du lịch một phen hoảng loạn. Theo Bộ Ứng phó Khẩn cấp của nước này nhận định,
những trận lốc xoáy đều có điểm chung chính từ đám mây xoáy tròn trong vùng có đường kính từ 10 đến 16 km di chuyển và hủy diệt. Sức hủy diệt của nó là vô cùng kinh người. Lốc xoáy lần này tại Trung Quốc đã khiến cho nhiều người xem phải rùng mình và choáng ngợp trước sức mạnh của nó khủng khiếp như thế nào. Đoạn clip ngắn thu hút hàng trăm nghìn người xem và bình luận. Dù ở Trung Quốc lốc xoáy xuất hiện không phải là hiếm, nhưng nhiều người cho biết họ chưa từng chứng kiến trận lốc xoáy nào lớn như thế, vô cùng đáng sợ. Tổng hợp thông tin và truyền thông Trung Quốc đại lục cho biết, ngày hôm qua được gọi là ngày thảm họa của cơn lốc xoáy và mưa dông. Khoảng 9 giờ sáng đến 9 giờ tối một phần khu vực thị trấn Thịnh Trạch, quận Ngô Sang, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô và quận Thái Điển, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc lần lượt xuất hiện lốc xoáy. Theo chính quyền thị trấn Thịnh Trạch phát ra thông báo, vào khoảng tối ngày 9 cho biết, khoảng 7 giờ tối cùng ngày một phần khu vực Thịnh Trạch đã chịu ảnh hưởng bởi lốc xoáy, một phần cơ sở hạ tầng điện lực và nhiều nhà đã bị hư hại. Qua video chụp từ trên cao có thể thấy, sau khi lốc xoáy tàn phá cảnh tượng Giang Tô như bị tấn công, nóc nhà đã bị tốc mái. Theo dự báo của cơ quan khí tượng địa phương Quý Nhân dự đoán ban đầu cấp độ lốc xoáy cấp 13, sức gió ở tâm lốc xoáy lớn nhất trên cấp 17. Có cư dân mạng hình dung như đó là hiệu ứng đặc biệt trong phim. Lần đầu tiên xuất hiện lốc xoáy cấp độ như thế này, thật đáng sợ. Chưa bao giờ cảm giác lốc xoáy lại gần chúng ta đến như thế. Có nhiều cư dân cư trú lâu năm tại địa phương cho biết, chưa từng nhìn thấy cơn lốc xoáy lớn như thế này. Cũng có người chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội Weibo, tại những câu chữ có thể nhận ra sự sợ hãi. Một người dân bị thương nhẹ cho biết, khi lốc xoáy xảy ra anh đang xem TV trong nhà đột nhiên tín hiệu bị gián đoạn, sau đó lốc xoáy đổ bộ ngôi nhà. Toàn bộ ngôi nhà đều bị gió cuốn thổi phăng đi, người phải bò từ bên trong ra. Ngoài ra, theo truyền thông đại lục đưa tin chiều ngày hôm qua thành phố An Khánh, tỉnh An Huy đã xuất hiện thời tiết đối lưu mạnh, nhiều nơi có gió lớn, mưa đá, lốc xoáy, nhà bị đổ, có người bị thương, giàn giáo tại một công trình xây dựng bị gió lớn làm đổ, hai người mắc kẹt bên trong sau đó đã được cứu ra. Phần lớn lốc xoáy được hình thành từ đám mây, một đám mây xoáy tròn trong vùng có đường kính từ 10 đến 16 km di chuyển hàng trăm dặm và vô số ống hút khổng lồ. Con số thống kê này cho thấy Trung Quốc là quốc gia chịu nhiều lốc xoáy nhất trong năm nay. Nhiều người cứ lo sợ những thảm họa thiên nhiên có thể còn khủng khiếp và gia tăng trong những ngày tháng cuối năm nay. Trong những ngày vừa qua, Trung Quốc đang phải hứng chịu thảm họa do thiên nhiên gây ra. Đồng thời, những thiên tai này còn thêm nhiều dị tượng như sông Trường Giang chảy ngược. Thực tế, vào cuối tháng 5 vừa rồi đã thường xuyên xảy ra những hiện tượng chẳng hạn như mưa đá ở Bắc Kinh, tuyết rơi vào tháng 6 ở Hà Nam và sấm sét có răng ở Đồng và bão cát. Những dị tượng và thiên tai nhân họa thường xuất hiện xung quanh lễ mừng thọ của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hồi tháng 5. Một số cư dân mạng cho rằng đây là lời cảnh báo của trời, trong khi những người khác lại cho rằng có lẽ đây là dấu hiệu của những biến đổi lớn của Trung Quốc. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2023, một số cư dân mạng đã công bố đoạn video cho thấy nếu sông Kim Sa dưới cầu Trung Bá ở Nghi Tân, Tứ Xuyên đang chảy ngược. Đây là sông Kim Sa, bạn đã nhìn thấy nó chưa? Dưới cầu Trung Bá nó đang chảy ngược lên thượng nguồn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó. Thật đáng sợ. Sông Kim Sa là thượng nguồn của sông Trường Giang, là nơi khởi nguồn của sông Kim Sa, cũng là nơi khởi nguồn của sông Trường Giang từ núi Đường Cổ Lạp ở Thanh Hải. Do đó dòng chảy ngược này ở sông Kim Sa là chảy ngược của sông Trường Giang. Về hiện tượng sông chảy ngược thì rất hiếm, nhưng không phải là chưa từng xảy ra trong lịch sử. Mọi người có thể đã biết rằng năm xưa đại phu nước Sở là Khuất Nguyên trầm mình xuống dòng sông Bạch La tự tử vào ngày 5/5 lịch theo truyền thuyết dân gian. Những ngư dân ven hai bên bờ sau 10 ngày mới tìm được thi thể của Khuất Nguyên trôi ngược lên thượng nguồn của sông, cách nơi ông trầm mình 30 dặm. Truyền thuyết này dường như cũng ngụ ý rằng nước của sông Bạch La chảy ngược. Tuy nhiên, điều thú vị là Cục Khí tượng thành phố Bạch La đã phân tích đặc điểm của những trận mưa lớn trên khu vực sông Bạch La trong vài năm qua. Kết quả cho thấy khu vực sông Bạch La có nhiều trận mưa lớn nhất xung quanh lễ hội thuyền dầu mỗi năm. Vào thời điểm này, do các hệ thống nước xung quanh đổ về, nước ở thượng lưu hồ Động Đình sẽ tăng vọt và mực nước sẽ cao hơn so với hạ lưu sông Bạch La. Ngoài ra, trong Hán thư cũng có ghi lại rằng vào cuối thời Tây Hán xuất hiện nước sông chảy ngược do động đất và lở đất. Nói cách khác, dòng chảy ngược này của sông Kim Sa cũng có thể là do sự bất thường của các hoạt động ngầm làm thay đổi hướng của dòng sông. Tất nhiên, cũng có một số lý do mà khoa học hiện tại của chúng ta chưa thể giải thích được. Người Trung Hoa cổ đại đã nói về thiên nhân cảm ứng. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chống trời, đảo đất nhưng nó không thể thay đổi thực tế về sự tồn tại của thiên nhân cảm ứng. Hiện tượng nước sông chảy ngược ngày nay có thể là một lời cảnh báo từ thượng tiên. Trong lịch sử, vào năm mà sông Bạch La chảy ngược, nước Sở bị đánh tiêu diệt, thời Hán thành đế nhà Hán nước sông chảy ngược, nhà Tây Hán diệt vong trong vòng chưa đầy 30 năm. Đó không chỉ là hiện tượng nước sông chảy ngược, trong lịch sử sông Trường Giang đã từng trải qua hai lần dị tượng dòng sông khô cạn không giải thích được. Một lần xảy ra vào năm 1342 khi hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyên nắm quyền, hơn 20 năm sau nhà Nguyên sụp đổ.
lần thứ hai xảy ra vào năm 1954 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa giết chết hơn 700.000 người trong phong trào được gọi là chống phần tử phản cách mạng, rồi lại bắt đầu vào phong trào công tư hợp doanh và phong trào chống hậu phong, làm cho mảnh đất Thần Châu tràn đầy sát khí. Chúng ta biết rằng con sông Trường Giang và sông Hoàng Hà đều được mệnh danh là sông mẹ của nền văn minh Trung Hoa. Sông Trường Giang được coi long mạch của đất Trung Hoa. Hiện nay có nhiều hiện tượng chảy ngược ở đầu nguồn dòng sông Trường Giang. Liệu có phải dấu hiệu của một thảm họa lớn hay còn có những biến đổi lớn sẽ xảy ra ở Trung Quốc? Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của bài bài tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Siêu bão Noru bão số 4 đổ bộ gây mưa lớn, nhiều địa phương miền Trung chỉ đạo ứng phó khẩn cấp. Theo dự báo, chiều tối ngày 27 tháng 9, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ. Trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 bão Noru ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp từ 8 trở lên, khoảng 230 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Theo dự báo, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, sức gió rất mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, tốc độ di chuyển nhanh. Dự báo từ ngày 26 tháng 9, bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và Bắc Biển Đông. Cảnh báo mưa lớn, từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 250-350mm một đợt, có nơi trên 400mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Trước tình hình ảnh hưởng của bão Noru, nhiều địa phương đã đưa ra các chỉ đạo ứng phó khẩn cấp. Thông tin trên Người Lao Động, chiều nay ngày 26 tháng 9, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban bố lệnh cấm biển đối với tất cả các hoạt động đánh bắt hải sản để phòng tránh siêu bão Noru bão số 4. Lệnh cấm biển bắt đầu có hiệu lực từ 15 giờ cùng ngày. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, thị xã Đông Hòa, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy hải sản ven bờ, bố trí bộ đội biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban quản lý các cảng cá phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi sát sao cơn bão số 4 để kịp thời thông báo đến ngư dân. Đối với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương thông báo đến từng tàu thuyền, kêu gọi vào nơi tránh trú. Tuyệt đối không cho người ở lại trên tàu thuyền khi đi vào khu vực tránh trú. Sáng ngày 26 tháng 9, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão Noru trên địa bàn tỉnh. Tại cảng cá Quy Nhơn, Bí thư Tỉnh ủy hỏi thăm tình hình đánh bắt của ngư dân, công tác chẳng chéo tàu thuyền chuẩn bị trước khi siêu bão Noru đổ bộ. Để đảm bảo an toàn hàng hải, tối ngày 25 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có văn bản nghiêm cấm không cho tàu cá xuất bến kể từ 6 giờ ngày 26 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới để ứng phó với siêu bão Noru. Đồng thời dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với bão. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết để ứng phó với siêu bão Noru, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế đi hiện trường kiểm tra thực tế các công trình giao thông, thủy lợi, hồ chứa nước, thủy điện trong tỉnh, đặc biệt là các công trình trọng điểm dọc bờ biển của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế rà soát phương án sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, lũ lụt, nước dâng do bão đến nơi an toàn. Theo Infonet, cùng ngày 26 tháng 9, tỉnh Quảng Nam đã phát đi công điện khẩn để tập trung ứng phó với bão số 4, bão Noru.
Với tình huống là siêu bão đổ bộ, tỉnh này sẽ tổ chức di rời 401.901 người, trong đó di rời tại chỗ 111.470 người, sơ tán 290.585 người. Bên cạnh đó, ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, Sở vừa có quy định cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 4. Theo đó, các đơn vị trực thuộc cần báo cáo cho học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học ngày 27 tháng 9. Ngoài ra, theo thông báo từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục đang theo dõi sát diễn biến đường đi của bão Noru và trong ngày 26 tháng 9 sẽ có quyết định tạm đóng cửa một số sân bay trong vùng bão đổ bộ để đảm bảo an toàn hàng không. Trước ảnh hưởng của cơn bão được đánh giá mạnh nhất 20 năm trở lại đây, việc quyết tạm đóng cửa một số sân bay được Cục Hàng không Việt Nam thực hiện theo chỉ đạo từ Bộ Giao thông Vận tải trước diễn biến của bão Noru. Một ngư dân Quảng Bình mất tích khi cùng tàu cá di chuyển tránh bão. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết đang chỉ đạo lực lượng phối hợp chính quyền các địa phương ven biển tìm kiếm một ngư dân mất tích khi cùng tàu cá di chuyển tránh bão Noru. Trước đó, lúc 9 giờ 40 phút ngày 26 tháng 9, đội biên phòng Nhật Lệ tiếp nhận tin báo của anh Hồ Văn Hờn, sinh năm 1982 ở thôn Trung Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, là chủ tàu kiêm thuyền trưởng của tàu cá QB 92005 với nội dung: lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tàu với 6 ngư dân xuất phát từ cửa Nhật Lệ để về cảng Danh, huyện Bố Trạch neo đậu tránh chú bão. Đến khoảng 9 giờ 40 phút khi ra vùng biển cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý thì thuyền viên Nguyễn Đăng Nhân, sinh năm 1972 ở xã Đức Trạch không may bị rơi xuống biển, hiện chưa tìm thấy. Đại điểm nhận dạng thuyền viên mất tích cao 1m70, nặng 70kg, mặc quần cộc ngắn màu đen, áo lót ngắn tay màu đỏ. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chỉ đạo triển khai việc tìm kiếm cứu nạn. Đội biên phòng Nhật Lệ cử 3 cán bộ phối hợp cán bộ kiểm ngư của Chi cục Thủy sản Quảng Bình sử dụng cano tìm kiếm trên vùng biển nạn nhân bị rơi. Hai tổ công tác tổ chức tuần tra dọc bờ biển từ xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới đến xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Bộ đội biên phòng tỉnh cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị mất tích. Trong một diễn biến liên quan, Bộ đội biên phòng tuyến biển tỉnh Quảng Bình đã bám sát địa bàn và các khu neo đậu tránh trú bão để phổ biến hướng dẫn và nhắc nhở các chủ tàu cá neo đậu đúng vị trí và kỹ thuật để đảm bảo an toàn khi có sóng to, gió lớn, ảnh hưởng của bão Noru. Bão Noru so thế nào với những cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua? Bão Noru được dự báo là siêu bão có sức tàn phá lớn, dự báo ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, tương đương bão Sansine, bão Petasa và bão Mulave. Sức tàn phá của bão Noru tương đương bão Sansine. Sáng ngày 26/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đã có báo cáo cập nhật diễn biến bão số 4 bão Noru. Theo đó, sáng sớm nay ngày 26/9, bão Noru đã vượt qua đảo Luzon, Philippines đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 4. Đây là cơn bão rất mạnh có hướng di chuyển nhanh. Dự báo của Trung tâm Dự báo Quốc tế cũng thống nhất về quỹ đạo của bão Noru nhưng khác biệt về cường độ. Trung tâm tại Mỹ dự báo bão đạt cấp 15-16 khi gần bờ, nhưng Nhật Bản dự báo bão đạt cấp thấp hơn là 13-14. Khu vực tâm bão đi qua là từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Thời gian bão đổ bộ đất liền là sáng sớm ngày 28 tháng 9. Về quỹ đạo, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, dọc quanh vĩ độ 15-16 độ Vĩ Bắc, tốc độ từ 20-25 km/h. Khoảng từ chiều và đêm ngày 27 tháng 9, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Về cường độ, bão có quá trình mạnh trở lại, đạt cường độ mạnh nhất khi đi qua vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa, cường độ cấp 13-14, giật cấp 17. Khi vào vùng biển gần bờ, cường độ bão duy trì ở khoảng cấp 13, khi ảnh hưởng đến đất liền khoảng cấp 12-13, giật trên cấp 14. Bão Noru được dự báo là một cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, tương đương cơn bão số 6 Sansine tháng 9 năm 2006, bão số 9 Ketasa tháng 10 năm 2009 và bão số 9 Molave tháng 10 năm 2020. Theo đó, cơn bão số 9 Ketasa tháng 10 năm 2009 có tâm bão vào khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, gió mạnh 32m/s cấp 11, giật 43m/s cấp 14 tại đảo Lý Sơn, 22m/s giật 30m/s cấp 11 tại Đà Nẵng, Quảng Bình 120-270mm, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai và Kon Tum 200-100mm, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi 400-600mm. Bão Kestana làm 629 người bị thương, 21.614 ngôi nhà bị sập trôi, 258.564 nhà bị hư hỏng, 294.711 nhà bị ngập.
Bão số 6 Sansine tháng 9 năm 2006 có tâm bão vào Đà Nẵng, Quảng Nam, gió mạnh nhất 38m/giây cấp 13, giật 44m/giây cấp 14 tại Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Ngãi 200-300mm, riêng Quảng Bình, Thừa Thiên Huế 300-400mm. 76 người chết và mất tích, 532 người bị thương, gần 350.000 căn nhà bị đổ, hư hại gần 1.000 tàu thuyền bị chìm và hư hại. Bão số 9, bão Molave tháng 10 năm 2020 và hoàn lưu của cơn bão này đã gây ra những hậu quả đau lòng ở miền Trung. Đã có 23 người chết, 47 người mất tích, 2.642 ngôi nhà bị sập, 32 trụ sở cơ quan bị tốc mái hư hỏng, 92.356 ngôi nhà bị tốc mái, 157 trường học bị hư hỏng, 2.415 nhà bị ngập, 20 cổng cống bị xói lở, hư hỏng, 60 huyện và khu đô thị có nguy cơ bị ngập. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 4 có thể gây ra đợt mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 350mm. Thời gian mưa tập trung từ chiều ngày 27-28 tháng 9 ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên, từ đêm ngày 27-29 tháng 9 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 ở Thanh Hóa và Nghệ An, cơ quan khí tượng cũng đã xây dựng các kịch bản cảnh báo lũ cho các sông Trung Bộ và Tây Nguyên. Với kịch bản mưa phổ biến 300mm, các sông ở khu vực từ Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Các sông ở Bình Định, Kon Tum, Gia Lai ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Với kịch bản mưa phổ biến 400mm, đỉnh lũ trên các sông ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Riêng sông Hương tại Huế lên mức báo động 2 và trên báo động 2. Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên. Với kịch bản mưa phổ biến trên 400mm sẽ có khoảng 60 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt. Cụ thể, các vị trí có nguy cơ cao ngập lụt là Quảng Bình, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, Lệ Thủy, Quảng Trị, Hướng Hóa, Đắk Rông, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà, Huế, Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Quảng Nam, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Thăng Bình, Núi Thành, thành phố Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi, Bình Định, An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phủ Mỹ, Phủ Cát, An Nhơn, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn, Phú Yên, Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa, Kon Tum, Đắk Lê, Đắk Tô, Đắk Hà, Con Plong, thành phố Kon Tum, Sa Thầy, La Hạt Rai, Gia Lai, Man Giang, Phú Thiện, Ayupa, Krupa, An Khê, Kapang, thị xã An Khê. Bão số 4 đang mạnh lên, giật cấp 17, tiến nhanh 20-25 km/h vào đất liền. Bão số 4 có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17, dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ vào đêm ngày 27 và ngày 28 tháng 9, cường độ rất mạnh khi áp sát đất liền. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 bão Noru ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 117,0 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 230 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật cấp 12 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, có xu hướng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi vào đất liền Trung Trung Bộ. Đến 13 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Chiều ngày 26 tháng 9, trao đổi với báo chí, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết,
nhận định của các trung tâm trên thế giới cũng như Việt Nam đến thời điểm hiện tại cho thấy bão số 4 sẽ duy trì cường độ rất mạnh khi áp sát đất liền nước ta. Thời gian bão quần thảo dữ dội nhất trên đất liền sẽ là vào đêm ngày 27 và ngày 28 tháng 9. Tuy nhiên, do bão số 4 ở vùng mây rất rộng và lệch Tây nên bão sẽ ảnh hưởng sớm đến đất liền nước ta. Hiện tại, vùng trọng tâm chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão sẽ là các tỉnh thành Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trao đổi cụ thể hơn, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo trong 24 đến 48 giờ và cả sau giai đoạn 48 giờ bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, cường độ đạt mạnh nhất khi ở khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Cùng với việc mặt nước biển ấm ở mức gần 31 độ C thì cường độ bão sẽ ở mức cấp 14 giật cấp 16. Nhận định khoảng sáng đến trưa ngày 28 tháng 9, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó đi xuyên qua Tây Nguyên sang Lào rồi sang Thái Lan và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan, ông Hưởng cho hay. Về ảnh hưởng của tác động của cơn bão số 4 vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 9 sau tăng lên cấp 10, 11. Vùng gần tâm bão cấp 12, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Từ trưa ngày 27 tháng 9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, 9 sau tăng lên cấp 10, 11. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giật cấp 17, sóng biển cao 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ tối và đêm ngày 27 tháng 9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sóng biển cao 3-5 mét, vùng gần tâm bão 6-8 mét, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, cần đề phòng nước dâng do bão cao 1-1,5 mét, gây ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão, ông Hưởng cảnh báo. Đối với gió mạnh trên đất liền, cơ quan khí tượng cảnh báo từ gần sáng ngày 28 tháng 9, khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định từ sáng sớm ngày 28 tháng 9 có gió mạnh cấp 9, 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12, 13. Khu vực Kon Tum, Gia Lai, ngày 28 tháng 9 có gió mạnh dần lên 6, sau tăng lên cấp 7, 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Bão Noru có thể khiến khoảng 60 huyện, khu đô thị nguy cơ bị ngập lụt. Bão Noru có thể khiến 60 huyện, khu đô thị nguy cơ bị ngập lụt. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ chiều ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh sẽ xuất hiện ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9, mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Thông tin với phóng viên Việt Nam Plus vào chiều ngày 26 tháng 9, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, với diễn biến mưa nêu trên, khả năng nhiều khu vực sẽ xuất hiện lũ, đưa ra hai kịch bản mưa lớn có thể xảy ra do bão số 4 siêu bão Noru. Ông Hưởng cho biết nếu kịch bản mưa lớn 250 đến 350 mm, các sông ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên sẽ lên mức báo động 1, 2. Có sông trên báo động 2, sông Vu Gia, Quảng Nam, các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên lên mức biến động 2, 3. Có sông lên trên biến động 3. Trong kịch bản mưa lớn trên 400mm, ông Hưởng nhận định đỉnh lũ trên các sông ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức báo động 2, 3 và trên báo động 3. Riêng sông Hương tại Huế lên mức báo động 2 và trên báo động 2. Theo đó, ngập lụt diện rộng xảy ra tại các tỉnh Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên, ông Hưởng nhấn mạnh. Bão số 4 Noru giật cấp 12, nhà cấp 4, tường gạch 10, rất khó chống chịu.
Đáng chú ý, theo ông Hưởng, với kịch bản mưa lớn phổ biến trên 400mm sẽ có khoảng trên 60 huyện và khu đô thị thuộc 7 tỉnh, thành phố có nguy cơ bị ngập lụt. Trong đó, tại tỉnh Quảng Nam, các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt là huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình, Núi Thành, thành phố Tam Kỳ, Hội An. Thành phố Đà Nẵng, ngập lụt sẽ tập trung tại các quận, huyện Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ngập lụt có khả năng xảy ra tại các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, thành phố Huế. Tương tự tại tỉnh Quảng Bình, ngập lụt có khả năng xảy ra tại các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, Lệ Thủy. Tại Quảng Trị là các huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà. Tại tỉnh Quảng Ngãi, các huyện có nguy cơ ngập lụt là Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi. Tại Bình Định là An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn. Tại Phú Yên là Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An, Phú Hòa, Tuy Hòa. Tại Tây Nguyên, các huyện thành phố có nguy cơ ngập là Đắk Lây, Đắk Tô, Đắk Hà, Cóc Long, thành phố Kon Tum, Sa Thầy, La Hạt Rai, Kon Tum, Mang Giang, Phú Thiện, Ayupa, Krongpa, An Khê, Kapang, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Tàu cá Bình Định bị sóng lớn đánh sạt vào bãi cạn, 4 ngư dân cầu cứu khẩn. Vùng 4 Hải quân vừa giải cứu thành công các ngư dân quê Bình Định gặp nạn khi đang đánh bắt hải sản trên khu vực quần đảo Trường Sa. Theo đó, rạng sáng cùng ngày 26 tháng 9, tàu Trường Sa 12 thuộc Hải đội 411 Lữ đoàn 955, vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên biển thì nhận được lệnh cứu hộ tàu cá Bình Định mang số hiệu BD98759TS. Tàu cá này do ông Nguyễn Như Thuần làm thuyền trưởng, chủ tàu là ông Bùi Văn Măng xuất bến ngày 16 tháng 9 tại Bình Định. Tàu rời bến từ Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, hành nghề đánh cá tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. Quá trình đánh bắt do sóng gió lớn nên tàu bị dạt vào khu vực bãi cạn Ba Đầu, cách đảo Sinh Tồn Đông khoảng 8 hải lý về hướng Bắc. Tuy bị mắc cạn nhưng tàu cá Bình Định vẫn ổn định, không bị thủng, máy móc hoạt động bình thường. Sau khi tiếp cận tàu mắc cạn, các chiến sĩ hải quân đã hạ xuồng máy để đưa 4 ngư dân và tài sản về tàu Trường Sa 12 an toàn. Hiện tại khu vực Trường Sa sóng to, gió lớn nên chủ tàu cá xác định khi nào bão tan mới tổ chức kéo tàu ra khỏi khu vực bị mắc cạn. Quảng Bình thấp thỏm khi mùa mưa bão tới, nguy cơ đất lở, đè nhà luôn thường trực. Tình trạng sống thấp thỏm bên những triền đồi có nguy cơ sạt lở đè lên khu vực sinh sống đã được người dân tại TDP8 thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình trải nghiệm từ nhiều năm nay. Theo người dân, tình trạng trên bắt đầu từ năm 2018, đó là sau những trận mưa kéo dài, hai quả đồi phía sau khu dân cư xuất hiện nhiều vết nứt có tổng chiều dài khoảng 300m. Sau một thời gian ngắn, một số vị trí đã sạt lở khiến hàng trăm khối đất đá đã bị sạt đổ xuống chân đồi. Hiện nay, khu vực triền đồi phía sau khu dân cư này đã xuất hiện những vết nứt rộng 2m, sâu 4-5m, nhiều đoạn có vết nứt lớn kéo dài hàng chục mét, xé toạc cả triền núi và có thể đổ sập xuống khu dân cư phía dưới bất cứ lúc nào. Khu vực có vết nứt và sạt lở chỉ cách khu vực cư trú của người dân khoảng 50-100m. Anh Nguyễn Phúc Minh, chú TDP8, thị trấn Quy Đạt cho biết tình trạng sạt lở khiến cuộc sống của anh và khu dân cư luôn trong tình trạng thấp thỏm. Mỗi khi trời mưa lớn kéo dài là gia đình anh phải đi tá túc nhà người khác không bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Năm 2018, mưa lũ dài ngày khiến ngọn đồi sau nhà tôi bị rạn nứt, sụt lún rất nghiêm trọng. Cũng may ngọn đồi này vẫn cầm cự được 4 năm nay, nhưng vết nứt thì ngày càng rộng, có thể sạt lở xuống bất cứ lúc nào. Anh Minh chia sẻ, những vết nứt điểm sạt lở đã ảnh hưởng đến đời sống và an toàn tính mạng của người dân. Anh Phạm Ngọc Hải, chú TDP8, cùng những người dân sinh sống tại đây luôn mong muốn chính quyền và cơ quan chức năng sớm có phương án xử lý tình trạng sạt lở để người dân an tâm sinh sống. Từ khi ngọn núi phía sau nhà bị nứt, gia đình tôi đã phải nhiều lần di rời đến ở nhờ nhà người quen khi mưa lũ kéo dài. Chúng tôi rất mong các cấp chính quyền quan tâm, sớm xây dựng bờ kè chống sạt lở để người dân chúng tôi yên tâm sinh sống. Anh Hải cho biết, liên quan đến vấn đề này, ông Trần Đình Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Quy Đoạt, huyện Minh Hóa cho biết, sau khi xuất hiện tình trạng nứt trên đồi sạt lở gần khu dân cư, mỗi khi có mưa lớn kéo dài, chính quyền địa phương đã cử lực lượng an ninh túc trực để cảnh báo cho người dân.
Cùng với đó yêu cầu và hỗ trợ hàng chục hộ dân trong khu vực nguy hiểm sơ tán đến nhà người quen hoặc trụ sở làm việc xã Quy Hóa để tạm trú. Sau khi có tình trạng sạt lở, để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân, chính quyền địa phương đã thực hiện khảo sát tình trạng khu vực sạt lở, số người dân bị ảnh hưởng và có đề xuất với huyện sớm có giải pháp xử lý, khắc phục. Ông Nghĩa cho biết, theo tìm hiểu sau khi có kiến nghị từ các cấp, dự án xây dựng kè chống sạt lở núi tại TDP8 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình chấp thuận và thông qua. Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đồng ý cấp 17,5 tỷ đồng cho Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa để thực hiện dự án giai đoạn 1. Ông Đoàn Phúc Hạnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Minh Hóa cho biết, đơn vị đã hoàn thành khảo sát và xây dựng phương án thiết kế thi công. Theo đó, phương án thiết kế kè chống sạt lở có chiều dài 200 m chạy qua phía sau nhà và các công trình phụ của người dân TDP8 nhằm chống sạt lở núi tại những nơi xung yếu có nguy cơ cao. Dự kiến công trình sẽ được đầu tư xây dựng cho giai đoạn 2023-2025 do Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa ủy quyền cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện làm chủ đầu tư. Mùa mưa bão năm nay đã tới, người dân lại lo lắng thêm cho an toàn tính mạng và tài sản. Dự án kè chống sạt lở núi đã được tỉnh thông qua, người dân nơi đây vẫn từng ngày đợi chờ dự án đi vào thực hiện. Tin bão khẩn cấp và các chỉ đạo ứng phó. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, có xu hướng mạnh thêm. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền Trung Trung Bộ. Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ Bắc, 116,5 độ kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, từ 118 đến 149 km một giờ, giật cấp 15. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 230 km tính từ tâm bão. Ban kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, có xu hướng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ Bắc, 111,0 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 320 km, cách Quảng Nam khoảng 270 km, cách Quảng Ngãi khoảng 260 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, từ 134 đến 166 km một giờ, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 12,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 118,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền Trung Trung Bộ, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc, 107,0 độ kinh Đông trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 12,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 114,0 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km một giờ. Biển động dữ dội, sóng biển cao từ 9 đến 11 m, nước dâng do bão 1 đến 1,5 m, mưa lớn trên 400 mm một đợt. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ. Vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-4 mét, biển động mạnh.
Từ sáng mai, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giật cấp 16, sóng biển cao 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ chiều tối và đêm mai, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão 6 đến 8 mét. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng do bão, cao 1m đến 1,5m, gây ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Từ đêm mai, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12, 13. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Từ sáng sớm ngày mai, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11, cảnh báo mưa lớn. Từ ngày hôm nay đến ngày mai, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 250-350mm một đợt, có nơi trên 400mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100-200mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Từ ngày mai, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ, cấp độ rủi ro thiên tai. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cấp 4, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai cấp 3. Khẩn, có 177 tàu cá trên 1.398 ngư dân đang hoạt động trong vùng nguy hiểm. Sáng qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản hỏa tốc số 76 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định về việc đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm. Văn bản nêu rõ, bão số 4, bão Noru đang hoạt động trên khu vực Biển Đông. Đây là cơn bão rất mạnh, cường độ cấp 13, 14, giật cấp 16, di chuyển nhanh và đổ bộ vào đất liền nước ta trong ngày mai. Theo báo cáo nhanh của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến 6 giờ ngày hôm qua, hiện có 177 tàu cá trên 1.398 ngư dân đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 4. Trong đó, Đà Nẵng 7 tàu trên 45 ngư dân, Quảng Nam 18 tàu trên 213 ngư dân, Quảng Ngãi 87 tàu trên 684 ngư dân, Bình Định 65 tàu trên 456 ngư dân. Bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn 177 tàu cá thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn tàu thuyền, không để xảy ra thiệt hại trên biển, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương bằng mọi biện pháp thông báo kêu gọi hướng dẫn các tàu cá nêu trên di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc của bão để nơi tránh trú an toàn. Báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo trước 6 giờ 30 phút và 17 giờ hàng ngày để tổng hợp. Báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban. Thủ tướng Phạm Minh Chính tập trung ứng phó bão Noru theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất. Sáng qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Phát biểu mở đầu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian chỉ đạo về công tác ứng phó cơn bão số 4. Trước lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc cơn bão Durian hay cơn bão số 9 tại Việt Nam cuối năm 2006 đã gây ra thiệt hại rất lớn về người và của khoảng 10.000 tỷ đồng ở thời điểm đó. Do đó, các bộ, ngành, cơ quan, các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố, miền Trung phải tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Người đứng đầu phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã họp và có các chỉ đạo ứng phó với bão số 4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đang có mặt ở miền Trung để trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó bão. Thủ tướng cho biết, ông vừa gọi điện cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố miền Trung và được báo cáo là ở nhiều nơi vẫn trời quang mây tạnh. Điều này có thể khiến nhiều người dân chủ quan lơ là mất cảnh giác. Ông nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác, đồng thời không để người dân chủ quan lơ là mất cảnh giác trước diễn biến của bão. Trong đó, hết sức quan tâm một số nhiệm vụ khẩn trương rà soát, kêu gọi tàu thuyền, ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm tìm nơi tránh trú, rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, bảo đảm an toàn hồ đập, lồng bè, nuôi trồng thủy sản,
ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt sau bão. Thủ tướng nêu rõ các bộ ngành địa phương, nhất là người đứng đầu, phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, của nhà nước trong bối cảnh thời tiết, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến cực đoan, bất thường, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn cấp ứng phó bão Noru, triển khai các biện pháp khẩn trương quyết liệt nhất ứng phó bão Noru, bão số 4. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 4, bão Noru. Công điện nêu rõ, cơn bão có tên quốc tế Noru đang tiến vào Biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông từ đầu năm 2022. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi vào Biển Đông, bão số 4 có thể vẫn duy trì sức gió rất mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16 khi đến nam quần đảo Hoàng Sa. Khi vào gần bờ có thể vẫn mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh. Dự báo từ ngày hôm qua, bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và bắc Biển Đông. Chiều tối ngày hôm nay, bão Noru sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền, khu vực Trung Bộ. Trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau. Căn cứ diễn biến bão Noru, các địa phương chủ động cấm biển, cho học sinh nghỉ học. Thứ nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó kịp thời. Thứ hai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, lũ, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ. Phân công lãnh đạo triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo đôn đốc kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở. Căn cứ diễn biến và dự báo bão, ban hành lệnh cấm biển cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Khẩn trương rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch. Rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, sạt lở, trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét. Chỉ đạo hướng dẫn việc chằng chống bảo đảm an toàn nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trước và trong khi bão đổ bộ và mưa lũ. Triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, tàu thuyền, hệ thống điện. Bảo đảm an toàn đối với hoạt động sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp. Thứ tư, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền vận tải hoạt động trên biển, vùng cửa sông, trên sông, đặc biệt lưu ý những khu vực đã từng xảy ra các sự cố tàu vận tải khi có bão, lũ, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc, các trục giao thông chính. Thứ năm, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hệ thống hạ tầng thông tin, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với bão lũ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai trong mọi tình huống. Thứ sáu, các bộ, xây dựng, y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch và các bộ ngành khác có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai kịp thời hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 4 và mưa lũ do bão, đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, khách du lịch khi xảy ra bão, lũ. Thứ bảy, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan theo dõi sát tình hình, chủ động liên hệ với các quốc gia vùng lãnh thổ tạo điều kiện cho người dân và tàu thuyền của Việt Nam vào trú tránh bão khi có yêu cầu của địa phương, sẵn sàng lực lượng phương tiện sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn. Thứ 8, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo quân khu 4, quân khu 5 và các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.
Thứ 9, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tiếp tục theo dõi, đưa tin kịp thời chính xác về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó các cấp, các ngành để nhân dân biết, chủ động phòng chống. Thứ 10, Giao ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức trực ban, nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp bộ, địa phương, triển khai công tác ứng phó cụ thể sát với diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Điều động hơn 263.200 cán bộ chiến sĩ, dân quân, 3.380 phương tiện ứng phó bão Noru. Quân đội và các địa phương đã điều động hơn 263.200 cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia ứng trực và sẵn sàng ứng phó với bão số 4. Hơn 3.380 phương tiện các loại cũng được điều động sẵn sàng phối hợp với các địa phương để ứng phó với bão. Chiều qua, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, cơn bão số 4, tên quốc tế là Noru, đang diễn biến phức tạp. Quá trình di chuyển ngày một mạnh lên và được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua. Các phương tiện lực lượng đang tích cực điều động, chuẩn bị mọi mặt để ứng phó với bão. Theo Trung tướng Doãn Thái Đức, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, trước tình hình phức tạp của cơn bão, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lực lượng vũ trang quân khu 3, 4, 5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ với các địa phương chủ động điều động lực lượng, phương tiện ứng phó, tìm kiếm cứu nạn. Hướng dẫn cho hơn 57.800 phương tiện chủ động di chuyển tránh bão Noru. Hiện tại, quân đội và các địa phương đã điều động hơn 263.200 cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia ứng trực và sẵn sàng ứng phó với bão số 4. Hơn 3.380 phương tiện các loại cũng được điều động sẵn sàng phối hợp với các địa phương để ứng phó với bão. Tính đến chiều qua, các lực lượng chức năng đã phối hợp với địa phương, gia đình, chủ tàu thuyền thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 57.800 phương tiện với hơn 299.600 người đang trên biển biết diễn biến, tình hình và hướng đi của bão số 4 để chủ động di chuyển phòng tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Nóng, những điều cần biết về bão số 4, bão Noru. Chiều qua, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về diễn biến cơn bão số 4 bão Noru, những tác động của bão về gió mạnh, mưa lớn, nước biển dâng. Đặc điểm của bão số 4 bão Noru. Bão số 4 bão Noru là cơn bão có cường độ mạnh, cường độ bão thời điểm trước khi đổ bộ vào khu vực đảo Luzon của Philippines, cường độ đạt mức cấp 15 giật cấp 17. Sau đó khi đi vào Biển Đông, sáng nay cường độ đã yếu đi còn mức cấp 12 giật cấp 14. Theo số liệu thống kê, đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, tương đương cơn bão số 6, Sangsene tháng 9 năm 2006, bão số 9, Kestana tháng 10 năm 2009 và bão số 9, Molave tháng 10 năm 2020. Tốc độ di chuyển của bão số 4, bão Noru là khá nhanh, trung bình khoảng 20-25 km/h. Với tốc độ di chuyển nhanh như vậy, nên ngay khi bão vừa vào Biển Đông, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã chỉ đạo Trung tâm Dự báo quyết định phát tin bão khẩn cấp. Diễn biến của cơn bão số 4, bão Noru. Dự báo trong 24-48 giờ và cả sau đoạn 48 giờ, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, độ đạt mạnh nhất khi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Cường độ ở mức cấp 14 giật cấp 16. Nhận định trong khoảng từ sáng đến trưa mai, bão số 4 bão Noru sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó bão đi xuyên qua Tây Nguyên, sang Lào rồi sang Thái Lan và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Ảnh hưởng và tác động của cơn bão số 4 bão Noru. Trên biển, vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão cấp 12, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Từ trưa nay, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, 9 sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giật cấp 17, sóng cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ tối và đêm nay, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão 6 đến 8 mét.
khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng do bão cao 1 đến 1,5 mét gây ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Từ gần sáng ngày mai, khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Ven biển khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định từ sáng sớm ngày mai có gió mạnh cấp 9, 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12, 13. Khu vực Kon Tum, Gia Lai ngày mai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Cảnh báo mưa lớn. Từ chiều nay đến ngày mai ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên, mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Từ mai đến hết tháng, mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Khả năng xảy ra lũ được chia làm hai kịch bản. Kịch bản mưa lớn 250 đến 350mm. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, sông Thu Bồn, Quảng Nam và các sông ở Phú Yên lên mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2, sông Vu Gia, Quảng Nam. Sông Vu Gia, Quảng Nam, các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên lên mức báo động 2, báo động 3, có sông lên trên báo động 3. Kịch bản mưa lớn trên 400mm. Đỉnh lũ trên các sông ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Riêng sông Hương tại Huế lên mức báo động 2 và trên mức báo động 2. Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên. Với kịch bản mưa lớn phổ biến trên 400mm, sẽ có khoảng trên 60 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt. Quảng Bình, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, Lệ Thủy, Quảng Trị, Hướng Hóa, Đắk Rông, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà, Huế, Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Quảng Nam, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Thăng Bình, Núi Thành, thành phố Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi, Bình Định, An Lão, Hoài Nhơn, Hoàn Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn, Phú Yên, Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa, Kon Tum, Đắk Lê, Đắk Tô, Đắk Hà, Kon Plong, thành phố Kon Tum, Sa Thầy, La Hạt Rai, Gia Lai, Man Giang, Phú Thiện, Ayupa, Krongpa, An Khê, Kapang, thị xã An Khê. Thủ tướng quyết định thành lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4, bão Noru. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định 1136 QĐTTJ ngày 26 tháng 9 năm 2022 thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là trưởng Ban chỉ đạo tiền phương. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm trưởng Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4, bão Noru. Quyết định nêu rõ thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại thành phố Đà Nẵng chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4 năm 2022. Cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, dự kiến sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trưởng Ban chỉ đạo tiền phương là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phó trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai làm Phó trưởng ban thường trực. Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan, quốc phòng, công an, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, thông tin và truyền thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn phòng chính phủ, văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó bão số 4, bão Noru. Ban chỉ đạo tiền phương có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 4, bảo đảm kịp thời hiệu quả nhất để bảo vệ tính mạng nhân dân, hạn chế thiệt hại do bão, chỉ đạo giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và các bộ ngành liên quan bảo đảm công tác hậu cần, bố trí phương tiện, trang thiết bị, thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động của Ban chỉ đạo tiền phương trong mọi tình huống. Ban chỉ đạo tiền phương tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Đà Nẵng sẽ cưỡng chế nếu người dân cố tình ở lại trên tàu thuyền. Nhấn mạnh bão Noru là cơn bão rất mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo không cho tàu thuyền ra khơi, yêu cầu ngư dân neo đậu tàu cá an toàn, không để người ở lại trên tàu, trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế thực hiện. Sáng qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Đà Nẵng cho biết, để tập trung ứng phó khẩn cấp siêu bão Noru, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố theo phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn chủ động tổ chức kiểm tra chỉ đạo ứng phó với bão, trong đó đặc biệt chú ý công tác di dân tránh bão. Nhấn mạnh đây là cơn bão rất mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện được yêu cầu khẩn trương rà soát lại phương án di dân để thực hiện có hiệu quả, đồng thời chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ người dân nơi sơ tán dân đến. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo không cho tàu thuyền ra khơi khai thác hải sản bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm qua. Thời điểm cho tàu thuyền ra khơi khai thác lại, giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố quyết định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận ven biển có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, yêu cầu ngư dân neo đậu tàu cá an toàn, không để người ở lại trên tàu bắt đầu từ 20 giờ ngày hôm nay, trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng giao các sở thông tin và truyền thông, văn hóa thể thao, kiểm tra, xử lý các công trình viễn thông, các bảng quảng cáo không đảm bảo an toàn, hoàn thành trước 20 giờ ngày hôm qua. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Công an thành phố tổ chức kiểm tra, có phương án xử lý thích hợp khi các hầm chui bị ngập nước. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố sẵn sàng lực lượng hỗ trợ chính quyền địa phương các cấp trong công tác ứng phó với bão lũ khi có đề nghị, tham mưu việc cấm đường khi cần thiết, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Khẩn cấp ứng phó bão Noru với tinh thần quyết liệt nhất. Tại công điện số 855 CDTTG, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4, bão Noru, theo phương châm 4 tại chỗ, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký công điện số 855 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4, bão Noru theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum và thành phố Đà Nẵng. Các bộ, quốc phòng, công an, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, thông tin và truyền thông, xây dựng, y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Khi vào gần bờ, bão Noru có thể vận mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Công điện nêu, cơn bão có tên quốc tế Noru đang tiến vào Biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông từ năm 2022. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi vào Biển Đông, bão số 4 có thể vẫn duy trì sức gió rất mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16 khi đến Nam quần đảo Hoàng Sa. Khi vào gần bờ có thể vẫn mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh. Dự báo từ ngày 26 tháng 9, bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và bắc Biển Đông. Chiều tối ngày hôm nay, bão Noru sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền, khu vực Trung Bộ, trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Ứng phó bão Noru, bão số 4 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Công văn hỏa tốc dừng khai thác nhiều sân bay tại miền Trung. Tối qua, Cảng vụ Hàng không miền Trung cho biết đã có công văn hỏa tốc về việc tạm dừng khai thác cảng hàng không do ảnh hưởng của bão Noru. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng hàng không Pleiku và Cảng hàng không Phù Cát tạm dừng khai thác từ 12 giờ ngày hôm nay đến 11 giờ 59 phút ngày mai. Riêng cảng hàng không Chu Lai tạm dừng khai thác từ 7 giờ sáng ngày hôm nay đến 6 giờ 59 phút ngày mai.
Trước đó, các cảng hàng không Đà Nẵng, Phú Bài, Chu Lai, Pleiku, Phú Cát cũng đã có văn bản đề nghị tạm dừng khai thác do ảnh hưởng của bão Noru. Theo ông Đoàn Hưng, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Trung, việc tạm dừng khai thác một số sân bay là để đảm bảo an toàn hoạt động bay và giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão Noru. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cũng đã thông báo tạm dừng khai thác tàu khách Thống Nhất khởi hành từ ngày hôm nay đối với cặp tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh và SE6 xuất phát từ ga Sài Gòn đến ga Hà Nội. Hành khách có vé đi tàu trong ngày tàu dừng chạy liên hệ trực tiếp nhà ga để được trả vé hoặc đổi ngày khởi hành mà không mất phí. Đường sắt Việt Nam cũng lên phương án sẵn sàng khắc phục hậu quả do mưa bão, đảm bảo giao thông thông suốt, đóng cửa 5 sân bay để tránh bão Noru. Do ảnh hưởng của bão Noru, 5 sân bay sẽ phải đóng cửa, ngưng tiếp nhận máy bay từ ngày hôm nay. Cụ thể, sân bay Chu Lai, Quảng Nam tạm ngừng tiếp nhận tàu bay trong thời gian từ 7 giờ sáng nay đến 6 giờ 59 phút ngày mai. Các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Thừa Thiên Huế, Phú Cát, Quy Nhơn, Bình Định, Pleiku, Gia Lai ngừng tiếp nhận tàu bay từ 12 giờ ngày hôm nay đến 11 giờ 59 phút ngày mai. Các chuyến bay đến và đi các sân bay trên trong thời gian ảnh hưởng của bão vì thế sẽ tạm ngừng. Ngoài ra, các chuyến bay đến và đi các sân bay Vinh, Nghệ An, Đồng Hới, Quảng Bình, Tuy Hòa, Phú Yên, Liên Khương, Đà Lạt, Lâm Đồng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk dự kiến phải điều chỉnh thời gian khai thác. Một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng của dây chuyền, hành khách trên các chuyến bay chịu ảnh hưởng được hỗ trợ theo chính sách dịch vụ của hãng. Trước đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 4, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không sân bay hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam có công điện yêu cầu ứng trực 24/24 giờ, thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. Tổng công ty quản lý bay Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng, liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng. Các cảng hàng không, hãng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Noru để điều chỉnh kế hoạch bay tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của bão và đảm bảo tuyệt đối hoạt động bay. Nhiều chuyến bay đến các sân bay Chu Lai, Pleiku, Huế, Đà Nẵng bị dừng do bão số 4. Nhiều chuyến bay đến đi khu vực miền Trung của các hãng hàng không Việt Nam bị tạm dừng hoặc điều chỉnh kế hoạch bay do ảnh hưởng của bão số 4. Việt Nam Airlines tối qua thông báo do ảnh hưởng của bão số 4 có tên quốc tế là bão Noru, hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến đi từ một số sân bay chịu ảnh hưởng của bão từ ngày hôm nay. Cụ thể, trong thời gian từ sáng ngày hôm nay đến chiều ngày mai, các chuyến bay của Vietnam Airlines đến đi từ các Chu Lai, Pleiku, Huế, Đà Nẵng tạm dừng khai thác do sân bay tạm đóng cửa. Các chuyến bay của Vietnam Airlines đến đi từ các sân bay Tuy Hòa, Vinh, Đồng Hới, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt có thể phải điều chỉnh kế hoạch bay. Ngoài ra, một số chuyến bay khác cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão Noru sẽ được Vietnam Airlines hỗ trợ theo quy định và chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu, nếu còn chỗ. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng. Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được Vietnam Airlines cập nhật trên fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé. Bamboo Airways cũng có 24 chuyến bay bị ảnh hưởng trong ngày hôm nay. Có nhiều chuyến bị delay và nhiều chuyến bay sớm. Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Trung vừa ra quyết định tạm dừng khai thác các cảng hàng không khu vực miền Trung do ảnh hưởng của cơn bão số 4, bão Noru. Theo đó, tạm dừng khai thác cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cảng hàng không quốc tế Phú Bài, cảng hàng không Pleiku, cảng hàng không Phú Cát từ 12 giờ ngày hôm nay đến 11 giờ 59 phút ngày mai. Đối với cảng hàng không Chu Lai, tạm dừng khai thác 7 giờ ngày hôm nay đến 6 giờ 59 phút ngày mai. Cũng trong chiều qua, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị để triển khai kế hoạch ứng phó với cơn bão số 4, bão Noru, nhằm đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản, các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa, tác động tiêu cực đến khai thác bay, tổ chức thực hiện trực 24/24 giờ, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng, tạm dừng chạy tàu khách Thống Nhất để tránh bão Noru.
do ảnh hưởng của bão Noru, tàu khách Thống Nhất khởi hành ngày hôm nay sẽ tạm dừng khai thác. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt tạm dừng đôi tàu khách Thống Nhất SE5, SE6 trên tuyến Bắc Nam để đảm bảo an toàn chạy tàu do ảnh hưởng của bão Noru. Cụ thể, ngày hôm nay tạm dừng chạy tuyến tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội và tạm dừng chạy tuyến SE6 xuất phát ga Sài Gòn. Bên cạnh đó, tàu SP1 Hà Nội đi Lào Cai ngày cuối tháng cũng tạm dừng chạy. Hành khách đi tàu SP1 được điều chuyển sang tàu SP3 xuất phát đi Lào Cai cùng ngày. Hành khách có vé đi tàu trong ngày dừng chạy liên hệ trực tiếp nhà ga để được trả vé không mất phí. Ngoài ra, đường sắt dừng chạy đôi tàu SE35, SE36 giữa Hà Nội, Vinh từ ngày 2 tháng 10. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt chủ động phương án khai thác bảo đảm an toàn với bão Noru. Các đơn vị cũng được giao lên phương án nhân sự, thiết bị để sẵn sàng khắc phục hậu quả do mưa bão, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt. Theo thông tin mới nhất về bão Noru, hồi 16 giờ ngày hôm qua, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 116,5 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13. Tức 118 đến 149 km/h, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, có xu hướng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc, 111,0 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 320 km, cách Quảng Nam khoảng 270 km, cách Quảng Ngãi khoảng 260 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 16. Để tránh bão Noru, học sinh trên toàn tỉnh Kon Tum sẽ nghỉ học từ ngày hôm nay đến khi có thông báo mới. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên các huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, thành phố chỉ đạo trường học cho học sinh nghỉ học từ ngày hôm nay đến khi có thông báo mới. Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, chủ động báo cáo chính quyền địa phương phối hợp với cha mẹ học sinh có phương án đảm bảo an toàn cho các em tại trường trong trường hợp nghỉ học tại chỗ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum trước đó cũng chỉ đạo các huyện, thành phố tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão Noru, mưa lũ. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum, từ ngày hôm nay đến ngày mai, bão Noru đổ bộ vào khu vực miền Trung với sức gió vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Noru có khả năng ảnh hưởng đến Kon Tum, gây mưa to, gió mạnh. Trên các sông ở Kon Tum khả năng xuất hiện lũ lớn, mực nước lớn nhất đạt mức báo động 2-3. Trước Kon Tum, các tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị và Đà Nẵng cũng cho học sinh nghỉ học để tránh bão. Bắc Ninh, mưa lớn làm ngập trường, hơn 1.300 học sinh phải nghỉ học. Mưa lớn kéo dài trong sáng qua khiến sân trường ngập từ 30 đến 50cm, hơn 1.300 học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Phong Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. Trận mưa lớn kéo dài trong sáng qua khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh ngập sâu, chìm trong biển nước. Mưa lớn, ngập sâu khiến toàn bộ học sinh trường tiểu học và trường trung học cơ sở Phong Khê phải nghỉ học. Sân trường tiểu học Phong Khê thành sông sau cơn mưa lớn. Bà Nguyễn Thị Đích, bảo vệ trường tiểu học Phong Khê cho biết, cứ vào mùa mưa là tình trạng ngập úng này xảy ra thường xuyên, nhưng nước không cao. Tuy nhiên hôm nay mưa to nên ngập sâu hơn mọi lần, chỗ sâu nhất lên đến gần 1 mét nước. Lãnh đạo trường trung học cơ sở Phong Khê cho biết vào thời điểm sáng ngày 24 tháng 5, khu vực nhà trường đã xảy ra trận mưa lớn và kéo dài khiến nước dâng cao, gây ngập lụt. Để đảm bảo an toàn, nhà trường đã quyết định cho 708 học sinh nghỉ học ở các khối nghỉ học. Khi nào nước rút, nhà trường sẽ thông báo sau. Ngoài khu vực trường học, nhiều tuyến đường của phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh ngập sâu trong biển nước. Cụm công nghiệp làng nghề Phong Khê cũng ngập sâu, các phương tiện đi lại khó khăn. Cũng trong sáng nay, nhiều tuyến phố ở thành phố Bắc Ninh bị ngập úng cục bộ, nhiều xe ô tô bị chìm trong biển nước. Hàng chục chiếc xe bị chìm trong biển nước tại đường Kinh Dương Vương, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh, do mưa lớn trong sáng ngày 24 tháng 5 khiến hệ thống máy bơm nước không thoát kịp dẫn đến một số tuyến đường bị ngập và cây xanh bị đổ. Một ngư dân rơi xuống biển mất tích, nhiều tàu cá gặp nạn.
nhiều tàu cá bị chết máy mắc cạn trên vùng biển Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa. Một ngư dân Quảng Bình rơi xuống biển mất tích trên đường đi tránh bão số 4, bão Noru. Thừa Thiên Huế, chiều tối qua, ông Đinh Quang Đăng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết 14 thuyền viên gồm 5 người Việt Nam và 9 người Trung Quốc trên tàu hàng China Broad One, quốc tịch Panama, trọng tải 4914,5 DWT, được tàu SA 412 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 cứu nạn đưa vào cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc trước khi bão Noru gây ảnh hưởng. Tàu SA 412 đã cập bờ, đưa các thuyền viên vào đất liền vào lúc 17:30 cùng ngày. Trước đó, ngày hôm trước, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu China Broad One đang hành trình từ Vũng Tàu đi Macau trong tình trạng không chở hàng. Gặp sự cố trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã có công văn yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng, đại lý tàu khẩn trương có phương án đưa tàu về nơi an toàn tránh bão Noru. Đến 7 giờ ngày hôm qua, báo cáo từ thuyền trưởng và đại lý tàu China Bar One nói rằng họ đã nỗ lực thuê các phương tiện lai kéo tàu rời khỏi vùng ảnh hưởng của bão Noru nhưng bất thành. Để đảm bảo an toàn cho thuyền viên, chủ tàu đã chỉ đạo cho toàn bộ thuyền viên rời tàu. Trên tàu còn khoảng 5 tấn dầu DO, 21 tấn dầu FO và 1.200 lít dầu LO. Thuyền trưởng đã chỉ đạo các bộ phận đóng tất cả các hệ thống an toàn và khóa toàn bộ van két nhiên liệu của tàu trước khi rời đi. Khánh Hòa, ngày hôm qua, tàu Trường Sa 12 thuộc lữ đoàn 955, vùng 4 Hải quân đã tổ chức cứu nạn tàu cá Bình Định mang số hiệu 98759TS bị sóng gió lớn do ảnh hưởng bão Noru đánh dạt mắc cạn vào khu vực bãi cạn Ba Đầu, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Theo Ban Tuyên huấn vùng 4 Hải quân, tàu Bình Định do ông Nguyễn Như Thuần làm thuyền trưởng, chủ tàu là ông Bùi Văn Mang, xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, Bình Định, đang hành nghề đánh cá tại khu vực biển thuộc quần đảo Trường Sa thì gặp nạn. Vị trí tàu gặp nạn cách đảo Sinh Tồn đông khoảng 8 hải lý về hướng Bắc, cách mép xanh bãi Ba Đầu khoảng 800 mét. Sau khi tiếp cận và khảo sát, tàu Trường Sa 12 đã hạ xuồng đưa 4 ngư dân và tài sản về tàu Trường Sa 12 an toàn. Tại khu vực tàu bị mắc cạn, sóng gió rất lớn nên các ngư dân xác định để sau bão có phương án kéo tàu ra. Chiều hôm qua, ông Nguyễn Tất Thành, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình xác nhận một ngư dân địa phương không may rơi xuống biển mất tích trong quá trình di chuyển tàu về nơi tránh trú bão Noru. Nạn nhân là ông Nguyễn Đăng N, sinh năm 1972, ngụ thôn Trung Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch. Cụ thể, 7:30 cùng ngày, tàu cá số hiệu QB92005TS có 6 ngư dân do ông Hồ Văn Hờn, sinh năm 1982 ở xã Đức Trạch, chủ tàu kiêm thuyền trưởng xuất lạch từ cửa Nhật Lệ di chuyển về cảng Danh để neo đậu tránh trú bão Noru. Đến 9:40, khi tàu ra cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý, thì thuyền viên Nguyễn Đăng N không may bị rơi xuống biển mất tích. Đến nay, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các hội, đoàn thể đến động viên ổn định tinh thần gia đình nạn nhân. Nạn nhân Nguyễn Đăng N có đặc điểm nhận dạng, cao 1m70, nặng 70 cân. Mặc quần cộc ngắn màu đen, áo lót ngắn tay màu đỏ,